Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang theo dõi, đây là mẫu xe Hyundai Tucson. Từ khi ra mắt cái form mới này, Hyundai Tucson luôn là cái mẫu xe giữ giá nhất trong phân khúc. Thời điểm trước thì giá xe còn bị kênh từ 50 cho đến 100 triệu tùy thuộc vào từng phiên bản và phiên bản kênh cao nhất đó là phiên bản Tucson Turbo. Và đến thời điểm hiện tại khi mà các mẫu xe trong cái phân khúc giảm tiền mặt rất là nhiều thì Hyundai Tucson thì bắt đầu đã bán về đúng với cái giá yết và hiện tại cũng đã giảm tiền mặt cho anh em cụ thể chính sách bán hàng trong thời điểm tháng tư của các phiên bản Hyundai Tucson như thế nào mời anh em cùng xem chi tiết video này Mời em cùng đến với phần đầu tiên những thông tin chung. Hyundai Tucson được nhà máy lắp ráp và phân phối với 4 phiên bản để em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản đặc biệt. Phiên bản thứ ba đó là Hyundai Tucson 2.0 AT máy dầu bản đặc biệt. Đây là phiên bản máy dầu duy nhất và phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Tucson bản 1.6 turbo máy xăng Chính sách bán hàng của Hyundai không như các hãng khác như là Kia, Mazda hay là Toyota, không có những chính sách phân vùng thị trường. Bởi vậy anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và chính sách bảo hành bảo dưỡng thì vẫn trên tất cả các showroom ủy quyền. Còn đến chính sách sau bán hàng, bảo hành bảo dưỡng thì anh em có quyền mang xe đến bất cứ các trung tâm, xưởng dịch vụ chính hãng ủy quyền của Hyundai đều được. Về hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì tại thời điểm này có cái ưu đãi của nhà máy Vinda Việt Nam và ngân hàng cho anh em vay với cái lãi suất ưu đãi tương đối tốt và cụ thể những cái thông tin về ngân hàng dành cho anh em như sau anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến, đến 85% giá trị xe thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất ưu đãi hiện tại anh em sẽ được ưu đãi là khoảng 0,8% trên một tháng đây là cái mức lãi suất ưu đãi dành cho anh em mua trả góp còn bình thường những ngân hàng ngoài thì sẽ là khoảng 1% từ năm thứ hai trở đi biên độ sẽ dao động là khoảng 0,19% cho đến 1% trên một tháng và điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu thì em sẽ hỗ trợ anh em vay được và không bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm vay anh em nhớ cho em vấn đề này mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng của từng phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm tháng tư và phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn máy xăng 2.0 Phiên bản này thì có giá niêm yết là 845 triệu và tại thời điểm tháng tư này giá bán cho anh em là 820 triệu. Như vậy anh em đang được giảm 25 triệu tiền mặt. Ngoài ra thì tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, thứ hai đó một chiếc camera hành trình, thứ ba đó một bộ thảm để chân, thứ tư đó là một lọ nước hoa, thứ năm đó một chiếc bóng năng bằng da và thứ sáu là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng. Căn cứ vào giá bán là 820 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương với điều kiện anh em mua trả thẳng, tự mang xe về đi đăng ký thì sẽ như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 943 triệu anh em nào ở Sài Gòn 926 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 924 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 907 triệu chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng cho anh em anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì như trong phần đầu video em cũng đã giới thiệu qua anh em được vay đến 85% và sẽ tương đương với số tiền là 697 triệu Với cái mức lãi suất ưu đãi là 0,8% trên một tháng trong năm đầu thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán ít nhất là 12,8 triệu trong đó gốc chia đều là 7,2 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 5,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị là 246 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 229 triệu anh em ở các tỉnh áp 200 thuế là 227 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 210 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí phát sinh sau thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ cái này trả góp bắt buộc anh em phải mua trị giá năm đầu là 11,4 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của Solomon bên em Tiếp theo, mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là Hyundai Tucson 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Phiên bản này có giá niêm yết là 955 triệu và tại thời điểm tháng tư này, giá bán cho anh em là 920 triệu. Như vậy, anh em được giảm 35 triệu tiền mặt. Ngoài ra, thì anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn em vừa mới giới thiệu và anh em cũng chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Căn cứ vào giá bán là 920 triệu của showroom bên em, em có tính chi phí ra biển số, lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 056 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 037 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là cũng là 1 tỷ 037 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 018 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí Anh em có thể xem lại trên màn hình Em có chia sẻ lại đây ạ Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Anh em được vay ngân hàng tối đa là 782 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 14,4 triệu trong đó gốc chia đều là 8,1 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,3 triệu dư nợ sẽ giảm dần số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 274 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 255 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% cũng cần phải chuẩn bị là 255 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thì cần chuẩn bị là 236 triệu Ngoài ra thì anh em cũng phải mua bảo hiểm thân vỏ Năm đầu tiên chỉ giá là 12,8 triệu Và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của showroom bên em. Tiếp theo mời em cùng đến với phiên bản thứ ba Phiên bản máy dầu duy nhất Đó là Hyundai Tucson 2.0 máy dầu bản đặc biệt Phiên bản này có giá đến biết là 1 tỷ 060 triệu Và tại thời điểm tháng 4 này Giá bán cho anh em chỉ còn là 1 tỷ 025 triệu Như vậy anh em cũng đang được giảm 35 triệu tiền mặt Ngoài ra anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như hai bản túc sơn em vừa mới giới thiệu. Em cũng chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 174 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 153 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 1200 thuế là 1 tỷ 154 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 133 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em cũng được vay ngân hàng tối đa là 871 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 16 triệu trong đó gốc chia đều là 9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần, dần trong những tháng tiếp theo và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội thì còn chuẩn bị 303 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 281 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 283 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 262 triệu Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị cho em thêm hai khoản chi phí phát sinh Thứ nhất bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 14,3 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe Và phiên bản cuối cùng phiên bản cao cấp nhất em cập nhật cho anh em Đó là cái sơn bản 1.6 turbo Phiên bản này là máy xăng Phiên bản này có giá đến biết là 1 tỷ 055 triệu Và tại thời điểm tháng tư này giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 1 tỷ 028 triệu như vậy anh em được giảm khoảng 37 triệu tiền mặt anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như các bản tốt sơn em vừa mới giới thiệu và em cũng chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi chi phí giao biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 176 triệu anh em ở Sài Gòn là 1 tỷ 155 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 1 tỷ 157 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 136 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em được vay ngân hàng tối đa là 873 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là cũng là 16 triệu trong đó gốc chia đều là 9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7 triệu số tiền ban đầu anh em cũng cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 302 triệu anh em ở Sài Gòn là 281 triệu anh em ở các tỉnh áp 1200 là 283 triệu và anh em cắt tỉnh áp 10% là 262 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ, năm đầu tiên chỉ giá là 14,3 triệu và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe của showroom bên em. Mời anh em cùng đến với phần thứ ba đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Tucson Sơn tại thời điểm đầu tư này. Hiện tại đối với những phiên bản đủ như là Tucson Sơn mặt turbo, Tucson Sơn 2.0 máy xăng mặt đặc biệt, hầu như bên em cũng tương đối còn nhiều xe. Túc Sơn máy dầu và Túc Sơn 2.0 bản tiêu chuẩn máy xăng thì hiện tại cũng bên em có xe nhưng không có nhiều. chỉ vì vậy anh em nào có nhu cầu lấy phiên bản nào màu gì xem video của em tại điểm nào thì chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0962403333 em sẽ cập nhật kho xe cho anh em tại điểm đó. cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. xin chào anh em.